À, thưa quý vị, nỗi lo ở trong những ngày giáp Tết không chỉ là nỗi lo về giao thông mà đó còn là về nỗi lo về vấn đề an toàn thực phẩm nữa thưa quý vị. Thời điểm này vấn đề an toàn thực phẩm đang là một vấn đề được quan tâm hàng đầu. Tại các chợ đầu mối nơi mà tập trung số lượng lớn các sản phẩm thực phẩm thủy sản, nông sản thì vấn đề an toàn thực phẩm lại càng đặc biệt tăng cao. Chợ đầu mối Bình Điền là chợ đầu mối lớn nhất của cả nước, hàng ngày có hàng ngàn tấn các mặt hàng được xuất đi khắp các quận huyện và các tỉnh thành lân cận của thành phố Hồ Chí Minh, và mối lo tình trạng thực phẩm bẩn trong dịp Tết thì đang trà trộn thường trực ở đây. Chợ Bình Điền quận 8 thành phố Hồ Chí Minh được xem là chợ đầu mối lớn nhất Việt Nam, hoạt động sầm uất chủ yếu từ khuya đến sáng, buôn bán hàng nghìn tấn nông thủy hải sản mỗi ngày. Với quy mô 65 hecta, 7 nhà lồng, 2 nhà kho, chợ Bình Điền phục vụ hơn 9 triệu dân của thành phố Hồ Chí Minh và các vùng miền lân cận, nên việc quản lý để đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới là đặc biệt quan trọng. An toàn thực phẩm tại chợ Bình Điền áp lực là rất là lớn, không phải chỉ trong dịp Tết đâu, ngày thường là cũng đã lớn rồi. Với hàng ngàn tấn nông hải sản tươi sống như thế này về chợ thì phải nói là anh em phải đối diện với cái thứ nhất là cái nguy cơ trà trộn của những cái mặt hàng kém chất lượng, những mặt hàng không rõ nguồn gốc. Và như vậy thì trong cái kiểm tra kiểm soát là anh em là cũng là phải kiểm tra kiểm soát nguồn gốc của từng cái lô hàng, từng xe hàng đi vào chợ. Thế thì cái này thì chúng tôi cũng vẫn bảo đảm. Cái thứ hai nữa là gì? Cái thứ hai nữa là phải giám sát để không có một hành vi nào mất an toàn thực phẩm xảy ra trong lòng chợ. Các cuộc kiểm tra an toàn thực phẩm, lấy mẫu test nhanh được làm thường xuyên. Tại khu vực bán thịt heo, đoàn kiểm tra đã tiến hành truy xuất nguồn gốc tất cả các xe tải chở heo bằng thiết bị chuyên dụng. Thông tin hiển thị trên máy cho các thông số thể hiện nguồn gốc của heo được kiểm tra. Đồng thời kiểm tra trực quan bằng mắt và phân tích mẫu đều không phát hiện chất cấm hoặc heo bị bơm nước. Nhưng số lượng hàng hóa lớn gấp 2 đến 3 lần vào dịp Tết đã dấy lên sự lo ngại tình trạng thực phẩm bẩn dịp Tết trà trộn vào chợ. Trong những dịp Tết như thế này thì công ty chợ Bình Điền luôn luôn chú trọng đến cái việc làm sao kiểm soát được cái chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Test nhanh rồi kiểm tra bằng tạp quan, ngoại quan, tăng cường cái tần suất kiểm tra đấy lên rất nhiều để có thể phát hiện kịp thời những cái thương nhân mà kinh doanh cái hàng mà vi phạm. Chợ đầu mối Bình Điền với sản lượng bán buôn bình quân 2.400 đến 2.500 tấn một ngày, trong đó thủy hải sản tươi sống chiếm khoảng 65% tổng doanh thu, thịt các loại chiếm 22%, rau củ quả 10%, trái cây 2,5% và 0,5% là các sản phẩm khác. Nên công tác quản lý, cách quản lý là nút thắt quan trọng để mỗi bữa ăn gia đình Việt trở nên an toàn hơn, đặc biệt vào dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất tới.